chào người nhé, hôm nay tiếp tục lại gửi một cái máy máy trâu vàng 178 máy đi cho anh đếm thì ở Long Khánh, Tân Thiềng, Chợ Lách, Bến Xe. Máy trâu vàng kèm theo một phay. Anh chỉ lấy tên phay thôi bởi vì trong anh ở Bến Xe thì anh trong Tân Thiềng thì mọi người biết là chỉ làm về xới đất, làm màu, tức là làm chăm sóc cây ăn quả ấy. Chỉ cần mỗi bộ xới đất thôi, nên là anh chỉ lấy kèm theo mỗi bộ phay thôi. Đó, bây giờ mình sẽ test máy, kiểm tra máy nhé, rồi mình sẽ đóng gọn vào cái thùng này. Đây, test máy xong phải đóng gọn vào cái thùng này để Viettel vận chuyển cho nó đỡ bị thì bên Viettel người ta mới nhận nhé. Đó, xong đóng gọn lại. Không vào thì anh lắp lại cho em cái yếm nhé. Và cái tay cầm, tí phải tháo cả cái tay cầm ra, cái yếm ra. Rồi, giờ sẽ kiểm tra máy và test máy nhé. Em sẽ cho anh thêm cái dầu nhớt động cơ. Về anh có làm khoảng tầm 30 tiếng thì thay giúp em cái dầu động cơ nhé. Khoảng 3-40 tiếng tiếp theo thay lần nữa. Em cho khoảng tầm hơn 2 lít thì về anh thay được 2 lần. Còn lại anh thay định kỳ nửa năm hay 1 năm thay lần. Dầu nhớt động cơ, đây là chỗ xả nó này. Đây là chỗ đổ này. Mọi người lưu ý là khi xả xong để xả hết cái dầu đi, phải tháo lấy cả lên 10 cái tháo ốc này ra này. Đây, con ốc này. Và rút cái nắp ra để vệ sinh cái nắp lọc nhớt. Đây là cái lọc nhớt của nó. Thì là vệ sinh cái lọc nhớt thì không lắp lại nhá. Đó. Mà máy này thì nó 3 số tiến này. 1 2 3, 3 số tiến, 1 số 0. Số 0 là khi về hết số 0 là cái ngẫn này nó sẽ chạm vào cái cạnh này. Đó, cạnh này. Đấy, là để đảm bảo cái độ an toàn. Còn cái số lùi thì mình phải ấn vào này. Ấn vào gạt sang mới đi gạt được. Để nó đảm bảo an toàn chứ không vào số lùi mà mình không để ý cái là rất là nguy hiểm. Đó. Rồi. Máy thì cái nguyên tắc hoạt động nó rất là đơn giản thôi. Vào số xong cái mọi người bóp côn là nó hoạt động. Nhả côn ra nó đứng. Hai tay này là tay chuyển hướng. Mình muốn quay đầu bên nào hoặc là dê sang bên nào mình bóp bên đấy. Đó. Rồi. Về cái đây là máy trâu vàng nhé. Máy trâu vàng của công ty Intesso. Đây, máy trâu vàng đây. Còn cái chữ 178 của nó ở đây nhé. Đây này, ở trong cái góc này. Rồi, mọi người nhìn thấy ở trong cái khe này. Đây là mình đang để ở trong kho này, bóng điện nó hơi tối. Còn cái model này ngày trước là cái mẫu 178 này mới ra nên là chưa làm được cái tem đổi sang cái chữ 178 đây nhá. Đó. Rồi, ok. Bây giờ thì vẫn là để chữ 173, mọi người không cái này nó không quan trọng nhá, cái chữ 178 là nó ở đây này. Cái máy trâu vàng này thì cái hộp số giống y như nhau, máy dầu ấy, nó khác nhau mỗi cái động cơ thôi. Động cơ này nó to hơn, khỏe hơn. Đó. Rồi giờ mình sẽ kiểm tra sẽ test máy này, nổ máy này. Các bước nổ máy thì mọi người để ý này, đầu tiên là phải ga lên này, ga quá lửa lên này, xong ví dụ như là sáng ra mà hoặc là vừa đổ dầu vào nó chưa kịp bơm dầu lên ấy, thì mọi người dí cái áp này xuống và lấy tay đè cái áp giữ lại và giật giúp mình vài cái để cho nó bơm dầu lên. Cái bước giữ áp này lại ấy, là để nó giật được liên tục lên nhá, để giật đây, giật được liên tục như này này. Đấy, giật liên tục cái này để nó bơm dầu lên này. Đấy. Rồi, và bước tiếp theo muốn giật nổ này, mọi người kéo cái dây này. Cái dây này kéo nó căng ra này. Đấy, nặng thì thôi nhé, nặng thì trả lại này. Xong mới đóng át xuống. Bây giờ đóng át xuống là để nguyên đấy, không được động tay vào đấy nữa. Rồi, mình giật hết dây cái là nó nổ thôi. Xong rồi chân trái mình đỡ vào đây. Bởi vì khi mình giật ấy, chân trái đỡ vào đây, khi giật thì lại... báo đi. Khi giật mình phải giật dứt khoát, giật hết dây cái là nó nổ nhá. Chân mình đỡ vào đây là khi mình giật thì cái máy nó đỡ xô sang bên người này. Đấy, khi giật thì áp nó khách bật lên, không phải động một cái áp nữa nhá. Áp đỏ này, mình đóng xuống. Cái bước mình kéo cái dây này nó căng ra, xong mới đóng áp là để cho nó đúng cái tầm nổ. Cho nó đúng cái tầm nổ. Không là cái áp nó lại bật lên, ví dụ như mình không kéo cái dây, mình không làm cái bước kéo dây nó nặng ra, mình đóng áp lại là nó không đúng cái tầm nổ, là cái áp nó sẽ bật lên sớm. Là một là nó sẽ xảy ra hiện tượng là bị nổ ngược là cái khói nó sẽ phụt ra bên lọc gió này, là mình phải tắt máy đi luôn. Trường hợp thứ hai là nó sẽ không nổ được, đó. Nó không không đủ tầm để nổ. Rồi mình sẽ giật này, hai tay này,
hai tay giật hết dây, giật dứt khoát cái là nổ nhá. Và lưu ý là khi làm thì mọi người không nên để máy nó dốc lên như này. Đây này. Khi làm thì để cái máy nó tương đối nó thẳng phẳng một chút thì là cái dầu đây nó để như này là đẹp này. Đấy. Để nó phẳng thì là cái dầu nó khi mọi người nghiêng như thế ấy, nghiêng dốc như này ấy là cái máy nó dầu nó sẽ nghiêng dốc về một bên. Là khi nó vung nó thiếu nhớt hoặc nó vung nó lên nó không đều cái là bó biên hoặc là nó bị bó bạc biên hoặc là bị màu sắc măng nhanh hơn đó. Phương pháp là để nó bằng như này thì mọi người nâng hạ cái chân trống như sâu xuống thì nó sẽ nâng cái máy lên đó. Đấy, bây giờ sẽ đóng gói để gửi đi. Số điện thoại liên hệ là 0971588456. Máy móc này đã kiểm tra ngon lành rồi nhé. Bây giờ sẽ đóng gói để gửi đi thôi. Đó, sẽ đóng lên cái thùng rồi. Đóng lên cái thùng này nhé. Đó. Ngoài ra bên mình cũng rất nhiều cái hạng mục máy khác, máy gặt, máy tuốt, rồi là máy sắt gạo, tuốt ngô băm nghiền, rồi là đây tuốt ngô băm nghiền. Ok rồi, cảm ơn mọi người theo dõi nhé.